vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Khi nói tới thời trang hay kiểu cách thì người ta thường nghĩ tới thời trang quần áo hoặc là kiểu tóc. Nhiều người chưa hề nghe nói đến kiểu trang hoàng cho các món ăn. Nhưng nếu quý vị xem kỹ một cuốn sách dạy nấu ăn hay một chuyên mục nói về món ăn của các tờ báo hoặc là quảng cáo tiệm ăn trên đài truyền hình thì quý vị đã thấy cách trang hoàng món ăn do một tay chuyên nghiệp thực hiện như thế nào. Thông tin viên đài VOA Jun So đã nói chuyện với một người chuyên nghiệp trong ngành này và thuật lại như sau. Đối với bà Lisa Cieslewicz, một tiểu tiết đều tạo nên một sự khác biệt lớn. Bà đang xem coi chỗ nào đúng nhất để bỏ mẫu trang hoàng lên miếng bánh mì sandwich kẹp cá hồi. Sau nhiều lần uốn nắn, bà hy vọng miếng bánh mì sandwich đã sẵn sàng để dọn cho thực khách. Tôi thích món này quá, trông miếng bánh thật ngon. Bà Chukaski là một chuyên viên trang hoàng món ăn. Công việc của bà là làm sao cho món ăn trông ngon lành và hấp dẫn khi lên hình. Có con mắt nghệ thuật giúp bạn rất nhiều để mường tượng ra hình ảnh và xem có cần màu sắc khác hay không, hay cần cân bằng theo một cách bày biện khác. Người trang hoàng cũng cần biết thực phẩm tương tác như thế nào về hóa học trong bao tử chúng ta. Tự như tạo một họa phẩm hay một tác phẩm điêu khắc vậy, trông phải đẹp. Hôm nay bà Chukowski đang trang hoàng món bánh mì cho công ty Gold Crest Baking Company. Bà Noziska Lubinski, một đồng sở hữu chủ công ty, đang ngắm nhìn tiến trình trang hoàng này từng bước một. Bà Chukowski lấy những vật liệu ra, nấu lên và trang hoàng các món ăn cho đẹp để sẵn sàng chụp ảnh. Bà thường dùng những mèo vặt hoặc những dụng cụ thường để dùng cho những chuyện khác vào việc trang hoàng món ăn. Có thể là một dụng cụ cạo sơn vì nó cho hơi nóng nhưng không phun hơi như máy sấy tóc, nên có thể làm nóng bánh mì sandwich, hay dụng cụ để tạo lằn trên miếng thịt nướng. Tôi xịt dầu bóng bên ngoài để thức ăn không bị khô. Bà Chukowski bắt đầu tìm hiểu về thực phẩm trong căn bếp của nhà khi còn đi học trung học. Sau đó bà theo học đại học dạy nấu ăn Culinary Institute of America tại New York và làm đầu bếp chính trong hơn 10 năm. Sau đó tôi ra khỏi nhà hàng ăn. Tôi bắt đầu làm việc cho công ty sách Timeline Books. Tôi bắt đầu soạn những công thức nấu ăn và trang hoàng món ăn là một phần của công việc. Kể từ đó, bà là một chuyên viên trang trí các món ăn và cộng tác với nhiếp ảnh gia chuyên về chụp hình các món ăn Ronnie Comet. Chúng tôi làm việc theo tinh thần đồng đội. Nếu không có chuyên viên trang hoàng các món ăn, tôi không thể tập trung vào những gì tôi cần làm. Đó là một phần của những gì giúp chụp được một bức ảnh đẹp. Có lẽ Lisa và tôi đã cộng tác để hoàn tất đến 30 cuốn sách dạy nấu ăn trong nhiều năm. Bà Chukowski tìm ra khách hàng từ các tạp chí, sách dạy nấu ăn, nhật báo, các lò nướng bánh và các công ty thực phẩm. Công ty Co-crust của bà Noziska Lubinski đang dự tính là một trang web để trình bày các sản phẩm. Các nhà trang hoàng món ăn nhìn ra những gì mà chúng ta thường không thấy. Điều mà chúng ta muốn là đoan chắc hình chụp phải hấp dẫn, làm cho những người đầu bếp phải thốt lên là tôi muốn đưa món ăn này vào thực đơn của tôi, hoặc ồ, trông ngon quá, tôi có thể bắt chước làm một cái bánh sandwich. Đó là điều rất quan trọng. Bà Chukowski cho biết vào lúc bắt đầu người ta phải thí nghiệm nhiều lần và lầm lẫn rất nhiều. Trước đây chẳng có tài liệu để tìm hiểu, giờ đây có vô số tài liệu về cách trang hoàng món ăn. Nhưng 25 năm trước phải tự học, giờ đây quý vị có thể đến lớp học và có lớp dạy trên mạng. Nếu quý vị thích ăn thì điều này cũng giúp bạn học hỏi kinh nghiệm của bà Chukowski. Bà cho biết bà thích ngắm nhìn các món ăn, thưởng thức các món ăn và đọc những bài viết về các món ăn nữa. Bà nói thức ăn giúp người ta lại gần với nhau và nó rất cần thiết. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình webcast của chúng tôi. Mong quý vị cùng giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình trang web voatiengviet.com để mọi người có thể đón xem các chương trình video phóng sự của Ban Việt ngữ Đài VOA mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong một chương trình sau.